nằm trong các hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ hai, nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng nay tại trường Trung học Phổ thông Trấn Biên, thành phố Biên Hòa, Hội Hữu nghị Việt Nam Pháp tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ trao giải các cuộc thi mà hội đã tổ chức trong thời gian qua. Đến dự có ông Cao Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 45 giải hội thi vẽ tranh thắm tình hữu nghị Việt Pháp và 8 giải hội thi hùng biện tiếng Pháp. Trong đó, 2 giải nhất hội thi vẽ tranh thắm tình hữu nghị Việt Pháp đã thuộc về hai em Phạm Nguyễn Quỳnh Giao, trường Trung học Phổ thông Trấn Biên và Mai Nhã Phương, trường Tiểu học Nguyễn Du. 2 giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Pháp là em Đặng Thị Mai Anh, trường Trung học Phổ thông Trấn Biên và Đặng Triều Mẫn, trường Trung học Cơ sở Thống Nhất. Các cuộc thi này là hoạt động nhằm tạo sân chơi giúp thế hệ trẻ, nhất là các em học sinh có cơ hội được tìm hiểu về đất nước, con người Pháp, về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè Pháp.